Bông ơi, Bông ơi, where are Giờ con tiếp con lấy đậm tóc. Đang viện không được tóc của cô. Ông mới gọi đầu, nó đang ướt. Con cũng mới gội đầu, con vẫn đang ướt. Thứ ướt thì con để thả ra cho nó khô chứ. Con kéo về đằng sau như này này, đấy. Cần cột lại nó không khô đau đầu đấy. Hello. Con mới gội xong, rất nhạt hết. Ướt thì thôi, ướt đừng đừng cột. Hello Ok, con ngồi học chỗ này Hello có bị tối không? Con ngồi học chỗ này có bị tối không? gì cô? Con ngồi học chỗ này con có bị tối không? Không. Tự nhiên hôm nay cô thấy nó có vẻ tối hơn mọi hôm. Anh đang Biết sao luôn á. Biết tại sao luôn á. bị Ok. sao không nghĩ ở sau này con lại chỗ sáng con nghĩ ở trong ấy cũng lại rồi À, nhìn thấy không? Mặt cô là nó sáng luôn này, thấy không? mà con sao con nhìn đây là chỗ đường xăng sao con nhìn Nó bị ngược đèn á, con phải có một cái đèn này trước mình nữa. hay máy tính bị Không phải đâu, không phải đâu. Ok. Rồi đừng đừng có tắt đèn của chị nhá. Nào, ok. Bữa nay hôm nay con làm gì? Hôm nay có gì vui không? Ông ở á hả? nhà cũng thích ăn thôi vui gì đâu Nghe mẹ kể khoe là bữa nay tập yoga mà. Trời ơi giỏi, trời ơi nè. ăn Coi hình rồi, xong cô coi hình rồi. Rất là giỏi luôn, trời ơi là trời. trời của thầy Nhờ. cô Thích quá đi. Bông tập đi cho cô tập với. đây. Sao ạ? Tập vô tập vô Khi cao nào chút con quay một video cô, khi nào con quay một rồi video thì cho con cô quay video con gửi cho cô nhé. con nó biết Ok gửi đâu mà gửi thì bà mẹ gửi cho. Rồi chúng ta sẽ học thôi. Trời ơi cố gắng tập đi. Cô là cô thích ai tập yoga lắm luôn ý. Giỏi. con uống cháo thì uống được rồi. Cô chắc uống nhiều trễ lưng mất. Để con thích mạnh nha. Mà cái gì đó không được vậy. Ok, bây giờ mình sẽ ôn lại cái bài này một chút trước khi mình ủa. Trước khi mình học tiếp cái phần này. Đây, chuẩn bị sách đi quân đồ. Ok, now look at this wand and tell me what can you see? Ôn lại từ Yes, đúng rồi. Nào, trả lời cũ. câu hỏi. What can you see? Here. What Ok, bóng. can bạn mẹ con. What I can see guy. can you see? Rise. Rise. Chị sợ hả? Và chữ đầu phải là chữ R cong lưỡi lên nữa. Tiếp tục, con phải trả lời nhanh chứ. Cô đợi hơi lâu đấy. Miss Rice. Carrot. Yogurt. Feet. Bear. Fish. Bread. Feet. Bread. Được chưa? Fish. Fish and. Fish and bread. Đúng rồi, cái từ cuối là mình nhớ and cho cô nha. Ok, chúng ta sẽ đóng vai. Bây giờ cô sẽ đóng vai Billy. Còn Bông sẽ đóng vai Mom cho cô ha. Con sẽ đóng vai mầm. Ok, Rise, you Miss and carrot for Billy. Do you like carrot, No, I don't. No carrots for me. Billy? What do you Do. like, Billy? Do Yes, I do. like yogurt? Okay. First, the carrot and then yogurt. Finished.
Finish. Goodbye. Here's do here's yogurt. Your yogurt. I like yogurt. So yummy. Oops. Oh no. Okay, vậy thì bây giờ mình sẽ nhìn lại cho cô nha. Sao? Con vẫn nhìn thấy bài chứ Bông? Sao tự nhiên? Trời ơi, cái khẩu trang mà cái này. Em lại đi như con mặt. Okay. Con vẫn nhìn thấy bài đúng không? Thế là được. Rồi, nè, bây giờ ok, chúng ta sẽ có ở đây mình sẽ có câu hỏi. How many questions? Do you like yogurt? Yes, I do. Do you like carrot? No, I don't. What do you like? I like yogurt. Okay, I like yogurt. Thì ở đây mình có bao nhiêu loại câu hỏi? Loại câu hỏi nha. Bông, look at this one. How many types of questions? Và đây mình có bao nhiêu loại câu hỏi nè? Okay. How many types of questions? Look at here. Bây giờ mình sẽ nhìn vào đây. Chúng ta sẽ có ở đây cô có hai loại câu hỏi. Loại thứ nhất là khung màu đỏ. Và loại thứ hai là khung màu xanh. Okay. Là sao thế cô? Giải thích cho nè. Ok, con nhìn vào đây nha. Nói em một chút để yên lặng để mình học. Ok, thì con nhìn thấy nè, câu hỏi này người ta sẽ dùng cho con câu là bắt đầu bằng chữ gì? Chữ gì này? Do you like? Và bên này cũng là? Do you. Do you like? Đúng không? Ở đây là what? Ừ, đúng rồi. Mà bên này thì người ta lại là what? Chứ không phải là hỏi là do nữa. Rồi, ở đây thì lưu ý cho cô này. Vậy thì khi mà người ta hỏi do you like thì bắt buộc đằng sau cái like của người ta phải thêm cho mình một cái món gì đấy để mình có thể trả lời là mình thích hoặc là mình không. Đó, ví dụ hỏi đúng món mình thích thì mình sẽ trả lời là yes, yes I do. Nhưng nói đúng cái món mình không thích thì mình sẽ trả lời là no. No, I don't. Nhưng mà đối với cái câu hỏi what này thì sao? What do you like? Bạn thích gì? Vậy thì lúc này người ta không hề biết là mình thích gì hết. Ừ. Thì lúc đấy mình sẽ trả lời kiểu khác. Mình không trả lời yes, no nữa mà mình chuyển thành trả lời bằng I. Ừ, I like một cái gì đấy. Ừ. Đấy, mình sẽ bày cho người ta. Con thì thích cái này. Nào, ok, bây giờ câu hỏi của mình egg. What do you like? What do you like? Egg. Okay. Now, câu hỏi hơi khác một chút nè. What do you like to eat? What do you like to eat? Do I? What do you like to eat? I like egg. Hoặc là con có thể nói là nào. What do you like to eat? Bình thường á, hỏi what do you like bảo là bạn thích gì thì mình có thể nói về nhiều thứ lắm. Ví dụ, nếu trong trường hợp mình không học về đồ ăn á, mà người ta hỏi câu này, thì mình có thể trả lời bằng những cái sở thích khác của mình, được chưa? Hiện tại là mình đang nói về food, về đồ ăn, thì mình mới trả lời đồ ăn thôi. Nếu mà sau này mình nói về, ví dụ mình học về màu, mình học rồi, cô cũng hỏi con là what color do you like đó, cô bỏ cái màu đằng trước, thì con sẽ chọn màu. Pink, con thích pink. Yes, được chưa? Và ở đây yellow, hỏi là... purple, con thích nhiều màu lắm. Ừ, vậy bữa sau trả lời hết bằng tiếng Anh cho cô nha. Ok, English. Trời ơi. What do you like to eat? Bạn thích ăn gì? Thì lúc này câu trả lời mình có thể dài hơn một tí. I like to eat. Cái gì đó, thêm vào thôi. Thêm vào chữ I like to eat. Câu này con học. Câu này em học rồi. Câu này học rồi, học của bài phút hôm trước nè. Now, I like to eat something. I like to eat egg. I like to eat noodles. Egg. Yes, I like to eat hamburger. Okay. Hamburger, egg. Okay. I want to ask you. Bây giờ câu hỏi đó nha.
Do you like jam? Jam nha, chứ không phải jam. Jam, not jam. Do you like jam? Yes, I do. Do you like strawberry jam? Strawberry jam. Do you like it? Yes or no? Strawberry jam. Yes, I do. Oh, do you like fish? Yes, I do. Do you like? Okay. Cái này ăn cơm con ăn có hai cục cá vân năm thừa con. À, nói. Vậy thì bây giờ cô bày nè. Dinner time mình học về bữa tối đúng không? Yeah. At dinner. Cô bày cho. At dinner. At dinner, cô phóng to tí được không? Yes, to chưa? Rồi. At dinner, trong bữa tối, vào bữa tối. Con ăn gì thì con nói cho con này. I eat. Con. I eat fish. Chơi, tôi làm được. And, món gì nữa? Ăn là gì? Tăng, tiếng Anh cũng chưa học. Soup. Soup đó. Là soup mà. Ừ, như tiếng Anh nó sẽ gọi những cái món có nước như vậy đều là soup hết. Canh của mình cũng đó, đó. Ok, nào. Vậy thì bây giờ con muốn dùng vào bữa tối con ăn cái gì? Không sao, con kể cho cô, con dễ lắm. At dinner, I eat fish and soup. Ok, again, thử nào. Nếu mà con món gì mà con vẫn chưa học mà con ăn bữa tối cô bày luôn nha. Ok. Hôm nay thử nào, hôm nay học rồi nè. Ok, nào. Spell it, đọc nào. Speak it. What? Read it, đọc đi. Đọc nào. Đây nè, cái dòng trời ơi. Nãy giờ cô đang nói cái gì, cô không để ý hả? Cô đang bày cho con cách nói hôm nay con ăn gì mà. Cô nhìn thấy màn hình à? At. At dinner. At dinner, vào bữa tối. Tôi ăn gì nè? Tôi ăn. I eat fish and soup. Ok, tôi ăn gì? Cá và canh. I eat fish and soup. Ok. Đó, lần sau mình... Vậy thì lần sau mình đổi món thì mình chỉ việc đổi chữ fish với chữ soup thôi. Còn lại mình có thể giữ nguyên. Đúng chưa? Dạ. Mà coi cô sang từ mới được chưa để con ghi bài. Quá. Không thích chơi trò chơi hả? Có. Đó đây là cho trả lời nhanh nha. I do. Ok, this one. Con sẽ nhìn vào bức tranh và con xem cái biểu cảm của bạn ý là bạn ý yes hay là bạn ý no. Ok, the first picture con nhìn nè. Do you like yes. Yogurt? Okay, có hai biết. Bức tranh yes mà cô lại điểm mất bức tranh của con. Okay. Mà hai bức tranh 2, 3 là không. No. Còn ok, nào. English. Yes. Cô đang nói tiếng Anh với cô nhiều hơn. Đừng nói tiếng Việt nữa. Ok, no. Number 2 and number 3, no. So you write down. You can write. Write it, right? Con muốn viết đúng không? Write it. Con muốn viết mà cô mới cho con cái này viết á. Con viết được mà. Mà cô cứ mấy con mới điền được chứ. Ok, whatever you like. Con sẽ tự chọn, mình sẽ tự căn đi. Cô vừa mới có mít điền. Chị Bông ơi, cái nào okay, đoán xem nào. Nó sẽ nằm ở cửa 24 hoặc cửa 36. Tùy con. Có thể nhỏ hơn, có thể lớn hơn, không sao hết. Miễn sao đọc được là được. Đừng có to quá và đừng có nhỏ quá là được. Ok. Con chọn 24. Yes. 24 nhỏ quá cô ơi. Mình sẽ chọn cái này nhanh nha. Nếu không là không có kịp thời gian để làm những cái thằng đằng sau nữa đâu. No. Nào, nói tiếng Anh luôn à? 24 là số bao nhiêu? 24. Không, con đã đối số rồi. 36. Ok, 36.
Con cũng muốn đến qua. Đi con kiếm chỗ O đó. Bước qua. Nào. Cái bánh tròn. Nào tập trung, tập trung, tập trung. Focus. Phải. Đâu phải là tên ta. Không phải đằng dưới, quên mất. Nếu phải ở dưới là bên cạnh letter M á. M á. Hàng dưới là nó phải ở dưới. Letter M á. Bên phải của letter M. Thấy chưa? Ê sao sao có mất chữ đó luôn cô? Đúng rồi. Thầy giáo nào? Đúng chưa cô? Con chưa biết, con chưa nhìn thấy. À quên giúp tách. Thôi cô sửa giúp con nữa. Được, con gõ ra cô phải con phải click ra thì cô mới nhìn thấy. Tạm thời là giờ cô chưa nhìn thấy nha. Tại vì con đang biển. Phải trên. Ok, cô sẽ sửa cho con sau là con sẽ nhìn theo. Ok, easy lắm. Yeah. Không có một chỗ. Sao? Ok. Ok, rồi, sai lỗi chính tả nha. Đây lỗi chính tả nha Bông nha. Look at this one. No, I don't. Chữ I nó nằm ở trên. Đứng trên á. Đứng trên. Để đứng dưới. Like this. Nó phải như thế này cơ. The don't là D-O-N-T phải E. Number three. Well done. Number four. Do you like carrots? Anh điền nhanh chưa? Good. Ôi cô, sau với lần đầu con điền hơi chậm thì con điền nhanh hơn trước rồi. Yes, đáng khen, đáng khen. Con điền nhanh chưa rồi. Trời ơi, nói theo chị nữa. Em cứ chêu con. Ai đi tắm ướt. Ê. Chấm hình tròn. Finish. Finish. Okay, let's see. Okay, I will ask and you will answer. Bây giờ câu hỏi nha. Oh, do you like bread? Look at this. Do you like bread? No, I don't. Yeah. Good. No, I don't. Do you like fish? No, I don't. No, I don't. Cái bạn nó lắc đầu mà. Rồi, và mặt bạn ấy nhăn nhó lắm. Do you like carrots? Yes, I do. Yes, vì sao? Tại vì bạn đó lắc cười. Yeah, he smiled. Okay, good job. Rồi, tiếp theo nhá. Nè, bây giờ cô sẽ hỏi con một số món ở đây. Và trước tiên thì con có muốn nối không? Có. Yeah, okay. You gonna
link the words. Nó sẽ nối cho câu. How many words here? Oh, đếm cho cô nào. How many words here? One. Không cần đếm, con chỉ cần trừ số cuối cùng là con biết là mấy okay, câu. Okay, so how many words? How many pictures? Okay, there are six picture. There are six picture. There are six picture. Okay, good. Now, do it. Một phút. 1 minute. Cho con nói trong vòng 1 phút luôn. 1 phút thì sao con mà nói? Thật là nhanh. Con thật là nhanh đi nhỉ. Cái cuối cùng. Finish. 1 phút xong. Oh, one more. Number 4. Thôi gọi ơi. Finish. Okay, very good. Meat. Right. Rice, fried, ice cream, good, yogurt, bread, and tomato. Now, well, do you like ice cream? Yes, I do. Do you like bread? Yes, I do. Do you like meat? Meat. Yes, I do. Do you like tomato? I do. Do you like rice? Yes, I do. Oh, really? Vậy là có thích hết rồi. I like all. Okay. Nào, cô bày cho nè. Cô quên đố con yogurt kìa. Nhưng cô nghĩ là hồi nãy cô đã hỏi con và con đã nói yes, I do một lần rồi. Đúng không? I like all. Cô thích hết. Nè. Đó là đối với con nha. Bây giờ là câu bài cho, bây giờ mình sẽ quay lại cái phần này một chút. Này, I like all. Đọc với cô nào, đọc với cô nào. I like all. I like all. Còn all, all. Thích hết. Nhưng, ok, bây giờ chúng ta sẽ focus on. Rồi, mình nhìn vào đâu để trả lời yes, no. Look at the face. Con biết, con biết. Đừng dưới anh dâu. No. Okay, con, right. No. Con bánh mì, yes. Con thịt, yes. Gạo, yes. Action, yes. Okay, now I will ask you. Do you like tomatoes? Tomato. No, I don't. I don't. Good. Do you like ice cream? Yes, I do. Do you like bread? Yes, I do. Do you like yogurt? No, I do. Do you like meat? Yes, I do. Do you like rice? Nico? Do you like rice? Rice. Yes. Or no? Rice. Yes, I do. Ooh, is it number two? Rice, number two. Okay. Mà cô như thế nào? Cô không đoán được. Okay, chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo của mình. Ăn xong thì phải làm gì? Ăn xong thì phải học bài chữ gì? Đâu, cô đang hỏi ăn xong. Mình phải uống. Cà phê. Mình phải uống nha. Con đã quên hết. Ok, bây giờ mình bảo cho cô nè. Lesson 24.1, chúng ta sẽ đến với bài 24. Thì từ đầu tiên của cô, đó là dạy con, đó là từ drink. Drink. Rồi, đọc nhanh nha. Drink. Drink. Ok, và cái từ này nó cho cô hai nghĩa. Two meanings. Nó sẽ có nghĩa thứ nhất. Nó là một động từ, một hành động. Thì từ drink này nếu là hành động thì nó sẽ là uống.
tôi uống cái gì đó. Uống cà phê khi nào con trồ cốc sập cà phê rồi nha. Rồi, bây giờ câu hỏi con này giống như từ ăn. Ăn là gì không? Dạ. Ăn là gì? Ăn. 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 Ừ. Food là đồ ăn. Còn ăn cơ. Mới dạy tôi ăn cá rồi cái kia nọ đó. Chữ ăn là gì? Đó, đó, đó. Ăn là gì bông? E-A-T. Đọc là gì? E-A-T. E-A-T. Đó là gì? Nà, E-A-T, eat là nhớ nha, eat là ăn. Đó, rồi xem nữa là quên đó. Rồi cô ghi hết lại luôn nè. Cho con đọc, cho con đọc nhanh mà đọc con phát âm hay sai. Nà, drink. Nhưng mà nếu drink là một đồ vật thì nó sẽ là đồ uống. Tương tự như vậy, eat. Nhưng mà eat thì khác, eat là ăn. Và đồ ăn thì nó lại là food. Đó. Như ăn với đồ ăn thì khác nhau, nhưng uống với đồ uống thì viết giống nhau, nhưng mà nghĩa nó khác nha. Ok, write down. Con write down cho cô cái từ này đi. Drink. Ghi cho cô hai nghĩa luôn nha. Tân lệnh ông mít hiền. Ông mít hiền? No. Cô là ông mà. Ừ, dạ luôn. Cảm ơn. Drink. D-R-I-N-K. I Okay. Sau một từ đến từ tiếp theo. Ghi cho cô hai nghĩa vào luôn nha để khỏi quên. Cô ghi food không cô? Ừ, con ghi luôn để nhớ. Trời ơi. Có sao đâu mà. It's okay. Finish. Good. Now, up at the now. Drink. Drink. Rồi, tiếp tục xuống dưới vẫn là drink. Drink. Eat. Eat. Food. 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 Đó là food. Thời gian. Food. Nhưng mà con quay trình này, con chỉ cần đọc chữ. Con chỉ cần nhớ phút, mấy phút rồi. Mẹ này mày phút qua để con học tiếng Anh này đi cơ. 8 phút. Okay. 7 phút wow. Rồi bông ơi. Ok, rồi chúng ta sẽ đến món tiếp theo được với chút sau tự nhiên làm bị đơ rồi. Đơ á? It doesn't move. Ok, rồi. Là cái màn hình nó hơi bị đơ. Ok, con nhìn thấy hình gì trên màn hình rồi bông? What can you see? TikTok và cà phê. Cà phê quen rồi. Listen, nghe nhá. Vậy thì nghe một lần luôn. Coffee. Okay, now spell it. Coffee. Spell it. Coffee. C-O-F-F. Double E. Sao có double 2 lần thế? Yes.
Vậy thì càng nhanh đúng không? Dạ. Yes, very easy. Tuổi tôi. Coffee. COFFE. Where are you? Con ngồi qua một bên để tiếp hả? Cậu thấy tạm ngang, cậu có những thời gian đi học tạm. Finish. Finish that. Món tiếp theo nha. Ui trời ơi, ngon chưa? Đâu, số đồ. À, nước trái cây. Nước trái cây ta, nước trái cây chanh. Nước trái cây táo. Ok. Cái gì mà ở dưới thế cô ấy? Nước của quả đào này. Quả đào và quả dứa và quả nho. Ok, vậy thì những cái nước này mình gọi là nước gì? Nước hoa quả. Nước hoa quả. Lúc mình hầm nước hoa quả mà muốn có nước hoa quả thì mình phải gì? Mình phải làm gì lên hoa quả? Mình phải ép. Máy đúng con rồi. Có một cái máy ép con. Mẹ ép dưa hấu rồi đấy. Vậy. Vì vậy mình gọi đây là nước gì? Nước ép. Trái cây, nước đúng chưa? Nước ép trái cây, nước ép cam, nước ép ok, rồi, stop, stop. Nào, vậy thì nước ép xong rồi. Nhưng mà ngày hôm trước mình đã học tới nước ép rồi đó. Nhắc lại cho cô đi. Học rồi, học 2-3 lần luôn. Bắt đầu bằng letter J. J á. Start with letter J. Nghĩ đi. Suy nghĩ một chút. Letter J rồi đến U. Rồi. Nào, suy nghĩ trong đầu. Không, con mở vở con cũng đâu biết đoạn nào đâu. Think by yourself. Trời ơi, cô đảm bảo cô show phát là con biết luôn á. Nó easy lắm luôn á. Now, Bông, look at the board. Now. So, look at the board. Fruit juice. Fruit juice. Fruit juice. Yeah, mình học từ nào rồi? The juice. Mình đã học từ juice là nước ép. Nhưng hôm trước mình chỉ học là orange juice thôi. Là nước cam ép. Thì ngày hôm nay chúng ta có từ trái cây, đó là từ fruit. Fruit. Nào, đọc với cô nào. Fruit. Mới học xong. Bông nào. Fruit. 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 Không, food là đồ ăn. Cái này là fruit. 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 Em chờ cho mẹ em chờ nha. Fruit. 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 Đó. Fruit. Fruit. Nào, cho đọc thành food rồi. Fruit. Fruit. Rồi, từ đằng sau là juice. 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 Fruit juice. Fruit juice. Fruit juice. Nếu mà cái từ đầu con mà đọc sai cô nhớ sửa lại cho con nha. Cái từ khó con cũng đang đọc bị thiếu đó không? Juice. Thiếu gì? Juice. Nếu mà từ đầu hoặc từ sau con đọc sai cô khắc âm lại cho con nghe. Nào, ok, vậy thì con đọc lại từ này lần nữa cho cô nào. Again. Con tự đọc nào. Fruit. Hai từ luôn. Fruit. 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 Cái từ số 2 học rồi mà. Fruit juice. Fruit juice. 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 Nó có chữ S cuối cùng không được quên nha. Juice. 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 Juice.
Thế được. Choose. Choose. Xì nặng, xì nhiều ra. Choose. Choose. Đó, phải rõ như thế luôn. Fruit juice. Fruit juice. Good. Rồi, xì bằng lửa đó là được rồi. Ok, hơi nhiều quá. Now, ok, spell it. Spell it. Fruit. À, quên nhắm. Thấy giờ tôi đang định nhắc nó từ dài mà. Từ ngắn thì đọc luôn chứ từ dài là nhậm nè. Đến chữ diêu là nghĩ một tí. Rồi, ai đi nghĩ một tí. Tại vì đây có một dấu chấm đây mà cô lại không biết là gì tiếng Anh. Tại cái này có hai từ mà. Hai từ khác nhau về con trù giữa cái này. Và cái một có hai cái gạch gì đây, gạch 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 ngang đấy. Cách lập. Nó không liên quan đến cái trên nhé. Mình chỉ cần cái từ trên là được. Nghĩa là con nhìn xem, cô nhìn nè. Cô nhìn cái chữ này cô đọc nè. Fruit. Nè. Choose. Choose. Thấy chưa? Cái sờ đấy. Cái này là fruit. Choose. Okay, finish. Well, finish. Come on. Finish. Finish. Okay, now spell it. F R Z I T. Next. Mẹ này quay. Nói chi đó, đang đánh văn mà. Quay đi đâu. Mới được một từ. F R U I T I C E. Đánh văn lại từ đầu. Cái từ này có chưa nghe. Tự nhiên phải đánh văn lại từ đầu. Từ đầu của từ này. Không nghe gì cả. Từ đó thôi. Ok không? Spell it. Không. Oh. Con phải nhìn đi đâu chứ? Con nhìn đi đâu vậy? Cô bảo đánh vần chữ nào? Toma, what are you doing? Thế cô gọi sao không trả lời mà lại nhìn xuống dưới? They view I see. À, không nhớ phải không? Ừ? Không nhớ cái từ kia là J hả? À, ok. Nào, bây giờ mình sẽ đánh vần trơn tru lại một lần nữa. Và lúc này mình cố gắng chia cho cô này. Mình đánh vần 5 chữ này liền nhau luôn. Và mình sẽ đánh vần 5 chữ này liền nhau luôn. Được không? Thử nhá. Dạ. Ok. Mà cô phải đọc trước á. Cô đọc trước á, con đánh vần được rồi mà. Cô đọc trước, cô meeting. Okay, I will spell it. F-R-U-I-T J-U-I-C-E. Hả? Okay, con có thể đọc cho cô. F-R-U-I-T J-U-I-C-E. Okay, very good. Rồi, hơi ngừng ở đây hơi nhiều đó nha. Nhưng không sao, yeah. Better. Tốt hơn rồi đó. Nào, tốt lại một lần, chúng ta sẽ qua tiếng tiếp theo. Fruit juice. Bông, chốt nào. Fruit juice. Juice. Fruit juice. Fruit juice. Good. Next one. Học luôn rồi. Milk. Con bạc lấy bắt từ cái này rồi. Listen. Milk. Nào. Mà học rồi mà. Học sai rồi đó. Em á. Bông. Stop. Lúc cô đã nào. Bấm cho. Lúc cô đã bấm cho nghe thì phải nghe. Và con đọc sai rồi đó. Nào. Nghe lại. Milk. 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 Đó, học rồi thì phải nghe cho đúng. Milk. Knock. Chưa đúng. Milk. Knock.
Milk. Knock. Không đúng. Milk. Sao con nghe nó khó đọc nó? Cái con từ này có học chưa? Con học rồi mà. Thế tại sao con lại nghe thầy ta như vậy được? Cow. Cow là con bò. Còn đây là sữa. Milk. Knock. Milk. Milk. Nghe làm sao mà ra knock vậy? Milk. Con nghe thật milk. Thấy chưa? Đấy. Chú ý no. vào. Bất kỳ khi nào cô bật qua từ mới là phải yên lặng để nghe là cô bấm cho nghe cái gì, chứ cứ ngồi nói như vậy át hết cả tiếng, cô bật 3 lần vẫn không nghe được. Cô không thích như vậy đâu nha. Yeah. Milk. 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 Yeah, milk. 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 Đó, từ nãy học rồi đó, thấy chưa? Now spell it again, đánh vần lại đi. Quên rồi. M-I-L. No. Đánh vần cũng sai luôn. Sao con chỗ 2 chữ L mà? Look again, look cẩn thận, nhìn vào. Nhìn được rồi. Khẩu qua đi. M-I-L-K. Milk. Milk. Sao con cứ quay? Đừng có quay ngang, quay dọc nữa nào, chú ý vào. Cái từ này đó, hết là học rồi, cuối cùng đọc sai, đánh vần sai, cho nên là phải ghi lại. Milk. Đọc lại nhiều vô. Milk. Milk. Okay, good. Đánh vần lại lần nữa nào. M. M-I-L-K. Good. Okay, and milk. Right. And write down Write down Anh Thư. Sau này con sẽ được gọi là Miss Thư đó. Miss Thư khi đó Miss Thư. Cũng hơi lâu lâu. Hơi lâu lâu nữa. Mấy năm nữa con mới được lên lớp 6, lớp 5 đây. Cố gắng lên nào. Trời ơi, lên lớp 6, lớp 5 thì nhanh lắm. Tình là nhanh. Yes, it's fast. Yep. Oh. Finish. Finish. Okay, chốt đơn lần nữa. Milk. Milk. Okay. Trời ơi, nước gì đây? Nước Coca-Cola. Hay còn gọi là nước. Nước ngọt nữa. Chính xác. Gọi chung là nước ngọt. Và nước ngọt thì mình. Cô trong này con. Mà con đã. Cái đồ. Cô trong này con chụp 2 lon Coca. Và. Thì. Nước ngọt biến. Nó là cái vỏ khác nhau thôi. Không sao cả. Bây giờ nghe chữ nha. C-O-L-A. No. Con làm cái này nè, con nghe đọc như thế. Cô chưa bấm mà sao con lại đọc? Con đọc con ở đâu? Đây. Con đó đọc là cái... Đúng, nó viết ở trên lon Coca như thế. Nó viết là Cola. Nhưng cái từ để chỉ nước này, nó là từ khác. Cái chữ con cần nghe nó nằm ở phía bên này mà Bông. Nãy giờ mình học rất là nhiều rồi. Tại sao đến bây giờ con vẫn tiếp tục nó leo? Tại sao con không nghe? Cô chưa con cho con nghe mà con đã đọc trước. Và trong khi con đọc đó có đúng đâu. Hai lần rồi đó nha. Nghe nè. Soda. 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 Không phải so. Soda. Oh, soda. Soda. So. Soda. 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 Okay. Spell it. Soda. Okay, spell it. Spell the word soda. S-O-D-A and write down. Soda. Okay.
Soda. Soda. Được chưa? Lần sau không phải là nó hiện, nó không phải là nó viết chữ gì là chữ đấy đâu. Lâu lâu có thể đúng, ví dụ như từ milk thì con đúng. Nhưng đối với những từ khác thì có thể là nó sẽ sai đấy nhỉ. Nên không có ẩu như vậy nữa ha. Dạ. Mấy con thỏ đây, cô bán không tung đó. Finish. Finish. Good. Soda. Soda. Chốt nào. Hey. Soda. Thì mình có từ cola, coca, coke. Rất là nhiều nhiều món. Món gì đây? Món gì đây? Trà sữa, con uống một lần rồi. Ở tầm ngặt trường mẹ. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ học luôn cái từ này nha. Bubble tea. Bubble tea. Bubble tea. Nào nào. Bubble tea. Đừng nghe đã. Bubble tea. Sao con toàn đọc trước khi cô bấm vậy? Bubble tea. Bubble tea. Bubble tea, sao con nghe khó đọc thay? Nè. Bubble tea. Bubble tea. Bubble tea. Họ chữ T, T và cái âm của người ta thấp tea xuống. Vào dùng double L quá. Ok, now nhẩm trước. Look at this one. Chuẩn bị đánh vần đấy. Bubble tea. Finish. Okay. Smell it. B U double B L E T E I. Double T. Double T. Đâu phải double mà là bubble. Bubble. Đúng rồi. Double nào là nó chữ chữ G, còn đây là chữ B nên được là double. Bubble. Bubble. Mà cô trả sữa sao có hai lon thế? Sao cái hình cái gì nó bị vậy thôi. Nào, bubble tea. Bubble tea. Bubble tea. Bubble tea. Good. And right. And right à. Yes. Bắt đầu ăn thì miss điện. Bông. Miết bông. Finish. Okay, good. Now again, bubble tea. Bubble tea. Bubble tea. Bubble tea. 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 Nhìn kiểu con này. Tea. Giống như đang cười á. Tea. Tea. Yeah. Bubble tea. Tea. Là cái gì? Phô mai. Phô mai. Đó là cheese. Cheese. Cái này là tea. Dạ, cái đó không có gì. Mà phô mai là có gì. Đúng rồi. Bubble tea. Bubble tea. Good. Rồi, món tiếp theo. Món này là món trinh tố. Tố. Trinh tố vẫn ăn một giật. Trinh nhỏ trinh tố. Okay. Hơi muộn rồi, ôi chào. Vậy thì chúng ta nghe nhanh cái từ này rồi nghỉ nha. Dạ. Smoothie. 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 Nghe rõ này. Smoothie. Smoothie. Chính xác. Smoothie. Smoothie. Ok thôi rồi nào. Ok. Mà đã trùng bờ. Đúng rồi. Smoothie. Smoothie. Good. Now spell it. S M O O T S I E. Good. And
write down. Mà xong rồi cô phải cho con nghe điểm, con mấy điểm á, con đi bảo cho ông bà biết. Ok. Hôm nay con học giỏi cô ơi. Mỗi tội là có hai lần nói leo bị nhắc. Nói leo bị nhắc. Lấy cho chi đi. Để cho học bài. Hai lần nói leo bị nhắc. Nhớ kể với ông bà cả cái đấy nữa nha. Bên này. Không. Đấy là không được. Smoothie. Smoothie. Good. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học trước cho cô bao nhiêu từ vựng nào? Smoothie. Bubble tea. Soda. Milk. Fruit juice. And coffee. Được chưa? Coffee. Ok. Làm lại lần nữa nha. Cô chụp vào cho cô đừng có chụp cái bàn cái chữ mới nha, con thích chụp cái chữ mới đâu, chụp con giấy quá. Cô chỉ cần chụp bài câu hỏi và câu trả lời đã được, chứ cô đừng có chụp nhiều quá. Ok, vậy thì cô sẽ nói lại, không cô chụp vào để cho con nhìn cho nhớ thôi, chứ con không cần phải in ra mấy cái đó cũng được mà. Goodbye. Goodbye, hẹn goodbye anh chị. Good night.